Xin chào anh em các bác, thì tiếp tục hôm nay là em test con âm ly Acouphase E530, một con âm ly thuần lách A. Thì em test con âm ly E530 để gửi cho bác khách ở Đà Lạt anh em nhé, Đà Lạt. Thì con này em cũng đã quay chi tiết và cụ thể hình ảnh của nó rồi, rất đẹp anh em nhé, rất đẹp. Thì hôm nay test cái coi như là cái thủ tục cuối cùng để trước khi gửi hàng ha. Thì bác đã chuyển cho em cọc 33 triệu, còn lại 50 triệu thì bác đang công tác ở Hà Nội, bác về là bác chuyển luôn. Em test trước, đóng thùng, đóng gói cho bạn sẵn ha. Đấy. Về hình ảnh thì em không cần quay nữa, tại em quay riêng một cái clip cho nó rồi anh em nha. Bây giờ em sẽ mời anh em nghe thưởng thức giữa bộ ghép gồm có một con CD Acouphase 55V, âm ly 530 và cặp 65 Dubai. Anh em nghe thử nha. Rồi. Bản số 11 nha. Rất là trung thực, chi tiết ha anh em, thấy tiếng mic rất là ok. Rồi và bây giờ xin kết thúc để tiến hành đóng gói sẵn sàng cho bác khách nha. Xin cảm ơn em.